Châu Tươi Nguyên Con bên tận Nam Hồng này. Đấy. Có cái cây ổi rất hay. Ổi rất hay. Đấy. Ổi to, ổi càng lớn. Đây, đi vào chi tiết. Bệ. Bệ rất hay, rất đẹp. Rất dài. Xung quanh vòng. Rất quái. Cây này là quái tự nhiên này, chứ không phải là đó. Quái. Rất quái. Say mê ổi, có cây khác ấy, cả cây chua nhưng mà không thích. Đấy, bây giờ lật lên. Giật lên này. Giật lên này. Đó. Do là cái cây của nhà hàng các bác, nên là chả có ai chăm sóc mấy, chỉ có tưới và cùng cắt tỉa gì. Tay tán nó để lôi thôi quá. Tiếc, người cắt hết. Nếu không vào tay mình, cắt hết. Kỹ từng cái răm một. Đấy. Này đang bị phá lên to quá. Lời xòe. Tay này đuối. Ngọn giật lên hơi lỗi. Bỏ cái túm túm cái đi, giật một cái tay ra bên kia. Cái này to quá. Không chăm chút gì cả. Rồi cái cốt đẹp. Cốt rất đẹp. Mình rất thích. Mình rất thích. Bệ chia rất đều. Bệ chia cực kỳ đều. Chỉ hỏng tay tán thôi. Chả phải hỏng mà. Nó không kỹ được. Không có ai chăm. Cùng lắm người ta chỉ cắt ra. Vượt tán là người ta cắt. Cắt một cách sơ sài chứ không có cái gì mà. Đấy, chỗ cổ kia là lỗi cái cổ. Lỗi. Ngọn này giật hơi khó, hơi không hợp lý. Phải giật một cái tay sang bên này. Cắt bỏ cái túm giữa, giật một ngọn này lên. Điều chỉnh lại cái tay bên này tí. Chung là trực, trực lắc. Ôi, trực lắc. Nhìn cái bệ sướng này. Đó. Nhà hàng Châu Tươi ở Nam Hồng Đông Anh. Tôi thấy ngoài bờ kênh kia nhiều ổi lắm. Chắc không có đủ sức để mà tha về, chứ nói gì là mua. Mua được cũng không tha về được. Nói chung là cốt cán ok. Chắc ngày xưa có người làm rồi, xong rồi mua về đây. Mua về đây rồi thì cứ thả đây thôi. Tí nước chăm chút đi. Tiếc. Hồng nhan nhiều khi là vào nhà giàu chứ chắc đã sướng luôn. Đấy. Cây đẹp vào nhà giàu chứ chắc đã sướng. Phải vào nhà biết chơi. Vào nhà biết chơi cho. Đây là con sung. Cũng hai ông cụ đắp tí xi măng lên. Cây nhà hàng. Quay lại cái bệ này đi. Thích. Đó, cổ này. To. Rất to ấy. Rồi rất to. Nào.
ăn cơm thôi.